Những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng phức tạp trở lại khi số ca F0 gia tăng. Điều đáng chú ý là trong ngày hôm qua, 11 tháng 11, toàn thành phố có 38 ca F0 tử vong thì có 10 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong hôm qua có 38 trường hợp ca F0 tử vong, trong đó có 34 trường hợp có bệnh nền, chỉ 4 người không có bệnh nền. Về tiền sử tiêm vaccine, có 20 bệnh nhân chưa tiêm vaccine tử vong, trong đó có 12 người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Tử vong sau tiêm mũi 1 gồm 2 trường hợp, sau tiêm đủ 2 mũi có 10 bệnh nhân trên 50 tuổi và có bệnh nền. Lý giải nguyên nhân dù đã tiêm vaccine vẫn có nguy cơ tử vong, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết tiêm vaccine COVID-19 chỉ làm giảm khả năng mắc bệnh, khi mắc bệnh thì giảm diễn tiến nặng và giảm tử vong. Như vậy, tử vong tập trung vào người lớn tuổi và những người có bệnh nền, không có trẻ em. Nhóm nguy cơ tử vong cao khi nhiễm COVID-19 là những người cao tuổi, có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine. Ban chỉ đạo tiếp tục tìm những người già, những người lớn tuổi chưa tiêm vaccine, cần xem xét tiêm vaccine để bảo vệ cho những nhóm người này tránh nhiễm COVID-19 từ người thân. Thưa quý vị, các chuyên gia cũng lý giải thêm, đối với chủng Delta của virus SARS-CoV-2 thì dù có tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh và khi mắc bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng và tử vong. Tuy nhiên, khi tiêm đủ liều vaccine thì tỷ lệ mắc bệnh và chuyển nặng thấp hơn, số ca bệnh nặng thở máy xâm lấn ít hơn, rất đáng kể so với người không tiêm vaccine. Vì tỷ lệ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh đã rất cao nên sẽ có một tỷ lệ nhất định người đã tiêm đủ 2 mũi vẫn tử vong. Tương tự như ở Singapore, quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine rất cao trên thế giới, nhưng mỗi ngày số ca nhiễm mới vẫn ở mức gấp đôi, gấp 3 lần so với thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm qua 11 tháng 11, Singapore cũng có 8 ca tử vong do COVID-19. Tất cả đều trên 74 tuổi và có nhiều bệnh lý nền khác nhau. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 12 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, Hà Nội bắt đầu thí điểm đo kiểm khí thải xe máy cũ nhằm tìm giải pháp giảm ô nhiễm không khí. Theo đó, người dân sẽ được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng khi đổi xe máy cũ lấy xe máy mới. Xe không đạt chuẩn khí thải được hỗ trợ 200.000 đồng chi phí bảo dưỡng. Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 5,7 triệu xe máy, trong đó khoảng 2 triệu là xe máy cũ, sản xuất trước năm 2000. Ngoài ra, thành phố có trên 730.000 ô tô, chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn. Phân tích từ các cơ quan chuyên môn, một chiếc xe máy hoạt động sẽ thải ra từ 80 đến 90% khí CO và khí NO. Điều đáng lo ngại là trong quá trình hoạt động, xe cũ sẽ thải ra môi trường một lượng khí độc cao gấp nhiều lần so với những loại xe đã được bảo dưỡng định kỳ. Các chất ô nhiễm này gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường và sức khỏe của người dân. Một bí thư, chủ tịch huyện ở Quảng Ninh vừa bị đình chỉ công tác sau khi một công dân có đơn tố cáo ông này đã có hành vi hiếp dâm một nữ cán bộ huyện. Theo đó, ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cô Tô, bị một công dân của huyện này gửi đơn tố cáo về hành vi không đúng chuẩn mực, gây tổn hại sức khỏe và tinh thần và danh dự một cán bộ nữ thuộc phòng văn hóa huyện Cô Tô. Ngày hôm nay, 12 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện ủy, giao Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ công tác chủ tịch UBND huyện Cô Tô, giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn. Chỉ đạo tổ chức Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét, sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo đơn tố cáo đối với ông Lê Hùng Sơn, vào chiều tối ngày 10 tháng 11, trong một cuộc ăn uống tại một nhà hàng trên địa bàn huyện, ông Sơn đã có những hành vi không đúng chuẩn mực đối với một nữ cán bộ thuộc phòng văn hóa huyện Cô Tô. Ngay sau đó, gia đình nữ cán bộ này đã gửi đơn tố cáo ông Sơn đến cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Hiện cơ quan công an đã trích xuất camera tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc để phục vụ cho công tác điều tra. Được biết, ông Lê Hùng Sơn, sinh năm 1982, từng làm thư ký chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh và vừa được bổ nhiệm làm bí thư Cô Tô cách đây 2 năm. Tiếp tục cập nhật vụ việc nam thanh niên hành hung dã man người phụ nữ bán hải sản tới bất tỉnh ở Thạch Thất, Hà Nội. Theo thông tin cập nhật từ phóng viên Chào Buổi Tối, nguyên nhân dẫn đến hành vi nói trên là do thanh niên bị nói xấu trên mạng vì mua hải sản không trả tiền. Tức giận vì việc này, gã côn đồ đã đến nhà rồi hành hung khiến cho nạn nhân bất tỉnh.
Theo Công an huyện Thạch Thất Hà Nội, Cấn Ngọc Phán, 29 tuổi ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và chị Nguyễn Thị Thủy, 30 tuổi, người cùng thôn, có mâu thuẫn do Phán nhiều lần mua hải sản của chị Thủy nhưng chưa trả tiền, số tiền khoảng 500.000 đồng. Bức xúc, chị Thủy đã lên mạng nói xấu Phán. Vào chiều ngày 9 tháng 11, Phán đến cửa hàng của chị này để giải quyết mâu thuẫn. Thấy người phụ nữ ngồi một mình, thanh niên này liền lao vào đạp, đá liên tục vào người, khiến cho nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê. Kết quả chẩn đoán cho thấy nạn nhân bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phần thủy 4, độ 1. Thưa quý vị, các luật sư cho rằng với những hành vi hành hung liên tục vào những vị trí hiểm yếu như là đầu, cổ, ngực như là Phán đã thực hiện thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Do đó, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người mặc dù nạn nhân không tử vong. Được biết khi còn là học sinh thì Phán hiền lành, tuy nhiên sau khi được cho đi học võ, Phán hay đi trêu chọc người khác, ngông nghênh và bất cần. Ở địa phương gần như là không ai dám đụng chạm tới gia đình của Phán vì đối tượng là thành phần bất hảo và có tiền án. Ngoài ra do hay chơi bời cờ bạc, thậm chí là cả ma túy nên người vợ cũng đã ly hôn. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng người. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành công của trong đã sẵn sàng. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.